Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tựa game Thần Thú Cổ Đại Mobile. Thì đây là một cái tựa game H5 do team Tuo H5 Game phát triển và phát hành. Thì dành cho bạn nào chưa rõ thì game Thần Thú Cổ Đại lựa chọn là bối cảnh thời kỳ đầu đá để làm phần nội dung chính, phát triển tiếp các chức năng cũng như là hoạt động chuyên sâu của mình. Thì tham gia vào game bạn sẽ được quay trở về thời tiền sử và trải nghiệm cuộc sống ăn hang ở lỗ dưới nền đồ họa là 2D LED tươi sáng và đầy sinh động nha các bạn. Nhìn chung thì tựa game này cũng khá là giống với tựa game Hỏa Chiến Anh Hùng hay là Đại Hành Trình Dân Dân, thì nó cũng y như vậy đó các bạn, cũng điều khiển một tay và màn hình dọc, và đặc biệt có thể chơi ngay trên web mà không cần phải tải về, khá là tiện lợi. Và để tái hiện lại cuộc sống sinh tồn đầy khắc nghiệt thời kỳ đầu đá mà trong Thần Thú Cổ Đại Mobile, các bạn có thể dẫn cả bộ lạc lẫn thần thú đi chiến đấu với các thế lực thù địch khác để tranh giành tài nguyên cũng như là lãnh thổ. Cái chủ đề này cũng khá là mới lạ nha các bạn. Thì được biết thì một tổ đội sẽ đi vô cùng hùng hậu, và của các bạn sẽ lên tới là 3 nhân vật, một con cả, một linh thú và lẫn 5 thần thú xung trận, và 10 thú, 11 con cái, 9 đồng bọn trợ chiến phía sau. Sau đó thì các hoạt động PvP cũng như là VL, săn boss hay là thăm chiến PK được phân bổ khung giờ hợp lý và đa số diễn ra vào buổi tối, giúp tất cả các bạn dễ dàng hung hiếp tham gia vào việc tranh thưởng. Thì đặc biệt về mọi tài nguyên cũng như hợp trang bị thần thú kim cương, thánh thú chi ngọc, su thời trang, giá trị game đều có thể cài ra từ 2 bằng trên trắng mà không nhất thiết các bạn phải nạp thẻ. Thì qua đó sẽ game sẽ mang đến cho bạn một sân chơi cạnh tranh sòng phẳng, tạo điều kiện để cho các bạn bứt phá trong mọi tầng lớp của các bạn game thủ. Nếu bạn thấy thì mình mặc dù mình chưa nạp nhưng mà nó đã tặng cho mình là quyết 8, kèm đó là kim 100k kim cương và hơn 100k kim cương phá và đồng xu hơn 4 triệu xu. Thì cũng như ba tụi game trong khác thì nó khá là không hút máu cho bạn, cho nên là khởi đầu hành trình này thì mỗi người bạn sẽ được biếu không là quyết 8 và 100 kim cương và rất nhiều lượt săn thú cũng như là săn đồng bọn, ấp trứng thần và trang bị tài nguyên sinh thời để dựng đội đi săn. Nói chung thì tựa game này cũng có khá là nhiều tính năng mà bạn có thể tìm thấy các tựa game đối với khác, như là mạnh hóa không ngừng, chiến đấu không dừng, trò chơi cho phép bạn triệu hồi, phát triển nhiều đồng bọn và thú để tham gia vào các trận chiến các hệ đỉnh cao chiến thuật khác. Bạn muốn có vé thì phải đi săn bắt ở Ấn Độ hơn cả. Vì sản phẩm nói không với hệ thống ra chào với vé bán vé đó, thì mọi vé từ phẩm thấp đến cao đều được thông qua tính năng là săn thú vô cùng độc đáo. Ở đây thì mọi thứ các bạn muốn đều có thể cài ra. Thì Thú Cổ Đại Mobile có rất là nhiều tính năng ưu đãi ngộ các bạn cực kỳ lớn, đặc biệt là ở đây mọi thứ tài nguyên, trang bị vật phẩm chân quý hay là các trang bị khác đều thể tự cài ra thông qua việc trải nghiệm game. Với bộ sưu tập thần thú đồ sộ, ảo há, nhân vật bắt mắt, game có nhiều nhân vật nuôi dễ thương đang cho bạn thuộc há, và đặc biệt hơn là tự do thay đổi hình dạng trong vô cùng kích thích. Game sẽ giúp các bạn PK cả ngày không chán. Và trò chơi sở hữu với hơn là 30 hoạt động BL cũng như là PvP với nhiều hệ thức PK khác nhau cho các bạn khỏi sức săn boss nhận đồ và chiến đấu được bảo đầy gây cấn với các bạn là người chơi khác. Đặc biệt đây còn là game săn thú đấu vết có chế độ PK sinh tồn ẩn danh đầy mới lạ mà chưa có bất kỳ sản phẩm nào tại Việt Nam sở hữu nha các bạn. Với treo máy thì khác cũng khu lợi nhuận cao, thì các bạn hoàn toàn có thể treo máy cho các bạn không có thời gian để chơi. Thì sản phẩm đó là tích hợp một chế độ ID thường thấy giúp cho nhân vật của bạn luôn phát triển mạnh mẽ không ngừng nghỉ, kể cả khi bạn offline nha các bạn. Thì đó là một tính năng không thể nào thiếu của các tựa game ID được. Ok, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn tất cả các gift code dành cho thân hữu mới nhất và hướng dẫn các bạn nhập code chỗ nào cho biết. Bạn nào biết rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe họ nha. Thì đầu tiên để nhập gift code các bạn cần phải đạt level là 30 nha các bạn. Sau đó các bạn nhấn vào phần bộ lạc, nhấn vào phần phúc lợi, nhấn vào đổi code và tiến hành nhập mã gift code. Code thứ nhất thì sao? Thần thú cổ đại. Đây nhớ bạn, thần thú cổ đại là code thứ nhất. Đây là code thần thú cổ đại. Code thứ nhất nhớ bạn, thần thú cổ đại. Các bạn nhấn vào nhấn hoán đổi. Đây là cái ông quà code nhớ bạn, bao gồm danh hiệu, cái giáo,
thú và một mờ xu. Đây nha bạn, 100 kim cương khóa đồng xu. Bạo long thể kích cửa chủng. Đây là con pet đồ đặc chiến sĩ, dùng kích hoạt nhân vật thời gian đồ đặc chiến sĩ. Cự long cốt màu, dùng để kích hoạt cờ vũ khí cự long cốt màu. Và cái danh hiệu long huyết du hiệp. Đây nha bạn, đây là các phần quà cho nhận đó. Gift code thứ hai như sau: săn thú đâu hết. Đây là có hai nha bạn, có là săn thú đấu bếp. Có hai là săn thú đấu bếp, sau đó nhấn vào khăn đổi để nhận quà. Đây là các phần quà của gift code. Còn các phần quà sau: thánh thú chi ngọc, số lượng 400, trùng sinh đan thường, số lượng 10, thịt, số lượng 1000, bảo gương chịu phá, số lượng 10, cái tàu thạch, số lượng 20. Thì đây là các phần quà của gift code nha các bạn. Ok, bây giờ thì mình đã mở code ở trên màn hình. Tổng cộng là có 2 cái code. Khi nào có thêm cái code mới thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn nhập cái code thành công và chơi game vui vẻ, đừng quên like, share và subscribe nha. Còn giờ chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.